Chị Bảo nhá. Dạ. Thứ nhất đấy, đầu tiên nhá, bởi vì cái công ty này em đang làm theo thông tư 200. Đúng. Dạ. Đang làm theo thông tư 200 thì ngay từ bản thân ban đầu ấy, chị đã dạy cho em tách tài khoản chi phí đúng không? Dạ đúng. Nhớ đúng không? Vẫn nhớ hết. Dạ, đúng không? Rồi. Dạ nhớ. Thế thì bây giờ nhá, vì cái công ty này nó lại có hai cái giá thành song song, đúng không? Dạ đúng. Dạ. Là vừa sản xuất vừa dịch vụ đấy, đơn giản là hiểu là nhà hàng là sản xuất đúng không? Còn dạ, đúng. Khách sạn là dịch vụ đúng không? Rồi. Dạ đúng. Mà là sản xuất thì tất nhiên là phải dùng theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn, vì cái này nó có định mức, công nhận không? Dạ dạ. Rồi ok. Dạ. Thế thì bây giờ chị sẽ đi sót lại giá thành tại sao nó lại như thế. Tuy nhiên ở quy trình tính giá thành của em ấy thì chị kiểm tra nhé, thì chị thấy em đã hoàn thành cả hai quy trình rồi. Hai quy trình tính giá thành như thế này rồi. Nhưng vì sao ở trên bảng cân đối tài sản 154 của em ở đây lại bị âm? Chị giải thích này, vì do em dùng theo thông tư 200. Yeah. Tất cả các tài khoản chi tiết đều đi qua 621, 622, 627 đúng không? Yeah. Nợ 621 có 152, nợ 6211 có 152 là của mảng nhà hàng, nợ 6211 có 152 nếu có là mảng của khách sạn đấy, đúng không? Đồ thức ăn miễn phí các kiểu đó, đó. Thì chỉ biến ra các cái món ăn buffet cho bữa sáng cho khách ấy, đấy. Thế còn rồi, như vậy thì khi mà nợ cho tài khoản 6221 trên 334 là của nhà hàng, nợ 6222 trên 334 là của khách sạn, đúng không? Vậy thì khi em hạch toán đầu 6 này, mà theo nguyên lý kế toán thì đầu 621, 622, 627 làm gì có trống dư đầu, đúng không? Công nhận không? Rồi. Vậy theo phán đoán, khi mở cái bảng cân đối tài khoản này ra thì 100% loại do em thiếu bút toán kết chuyển chi phí, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng. Có nghĩa là em đã định khoản là nợ tài khoản 621 rồi, đúng không? Và dạ, đúng rồi. Em thiếu một bút toán nữa là nợ cho 154, đúng không? Nợ 154 khi mà em đẩy bút toán kết chuyển vào một cái nợ 154 thì tất nhiên là 154 của em nó sẽ không còn âm, đúng không? Đúng không? Và đồng thời 621, 622, 627 của em ấy là cũng không còn số dư, đúng không nào? Bởi vì ở đây nhìn cái bảng hệ thống của em này, 621, 62 của em ấy đang còn số dư. Vậy chẳng qua là khi nhìn vào đây thì em hiểu một điều rằng là em quên em tính giá thành rồi, đúng không nào? Tính giá thành rồi đấy, vẫn định khoản là vẫn là nợ 154 có 155 ấy. Các sản phẩm món ăn của mình nhập vào kho ok, tính kho ngon lành rồi, đúng không nào? Nhưng mà lại quên mất một bút toán kết chuyển dẫn đến là 154 thì nó âm, mà 621, 622, 627 thì nó lại còn số dư thế thôi. Đấy là phán đoán. Vậy bây giờ phải làm thêm bước kết chuyển nữa. Đúng rồi, chính xác. Nhiều khi mình phải làm việc bằng cách là kiểu mình nhìn bảng cân đối ấy, mình phải có tầm phán đoán công việc sao cho nó mới phán đoán được là mình đang sai chỗ nào. Em hiểu chưa? Rồi, bây giờ tự em sẽ kết chuyển lại nhá, được không? Ủa mà cho em hỏi là mình đã kết chuyển tự động hay nó nhấn hay là phải làm tính toán? Đây, bây giờ chị sẽ kết chuyển cho em luôn. Đây và bây giờ mình sẽ vào giá thành này. Thế thì ở đây nó sẽ có cái phần giá thành liên tục ở đây, đúng không nào? Đối với cái chỗ sản xuất giản đơn nhá, đây chị vào bấm chữ quy trình này, giản đơn này, đấy chưa? Kết chuyển chi phí. Đầu tiên chị sẽ kiểm tra. Bao giờ em nhìn thấy chị thao tác trên máy tính của em ấy, em cũng thấy chị là đều là kiểm tra trước rồi mới làm sau, em có công nhận không? Lúc nào chị cũng chọn năm nay, lúc nào chị cũng đưa về ngày hạch toán là cái năm mà em đang làm báo cáo, và lúc nào chị cũng kiểm tra xem học viên đã làm chưa, nếu làm rồi thì như giống như là hôm sáng nay em bảo với chị ấy, tại sao kỳ tính giá thành em làm mãi không ra, bởi vì em làm rồi thì làm sao mà ra được nữa, đúng không? Cho nên chị vào chị sẽ phải kiểm tra, hiểu chưa? Thế thì khi chị kiểm tra là cái chuyển của em năm 2019 ấy chưa hề có, đúng không em? Thế bây giờ chị mới kết chuyển lại một cái, xong thôi. Đúng. Tức là em kết chuyển rồi mà chưa kết à? Không, em chưa hề kết chuyển, có đúng không? Thế bây giờ em lại sang bên phần giá thành đây, em sang phần công trình ở đây. Đối với công trình thì để nghiệm thu không chưa đủ cũng phải kết chuyển, thấy chưa? Nghĩa là em kết chuyển một giá thành của cái kỳ nào nhá, thì mình sẽ phải kết chuyển đó của kỳ đó. Có nghĩa là em đang tính giá thành cho hai loại, vừa sản xuất vừa dịch vụ, mỗi một loại và kết cấu một cái tài khoản chi tiết đấy khác nhau. Cho nên không phải là em chỉ cần đại diện một trong hai cái là nó hết đấy, mà em phải làm cả hai kỳ. Em nhớ chưa? Dạ. Em ghi chúng vào nhá. Dạ em đang ghi đấy. Đúng rồi. Khi học với cô xong rồi thì em cứ phải mày mò lại ấy. Làm đi làm lại thì em sẽ nhớ lâu ấy. Và sau này em đi đến công ty nào em nhìn vào và em hiểu ngay, em đọc được báo cáo ngay. Đây, 154 của em ấy. Hết, chưa hết, còn một tí. Hết hay chưa hết chưa phải là vấn đề. Tí nữa chỉ là chỉ vấn đề tại sao lại dư, đúng không? Khi nãy chỉ cho em là cái này nó âm vì sao, còn bây giờ nó lại dương thì vì sao, được chưa? Vậy bây giờ ghi một cái sao ở trên cái chỗ quyển vở của mình nhá. Giải quyết tình huống 154 âm mở ngoặc theo thông tư 200 là do quá trình tính giá thành thì ok rồi, thì vẫn tính giá thành, vẫn tính lại kho đầy đủ. Em ghi như vậy nhá, vẫn tính giá thành, vẫn tính lại kho đầy đủ. Và đã có đình khoản nợ 155, có tài khoản 154. Tất nhiên là khi này là nợ 155 có 154 thì dẫn đến là bên có 154 ấy đã tồn tại. Em ghi như thế, dẫn đến là bên có 154 đã tồn tại số liệu, đúng không? Nhưng mà mình quên mất bút toán kết chuyển chi phí. Em ghi nhưng mình quên mất bút toán kết chuyển chi phí. Vậy cách xử lý là vào phân hệ giá thành của từng loại, bấm vào chỗ kết chuyển. Sau đó, đầu tiên là lọc kỳ kết chuyển đã có chưa. Nếu chưa có thì bấm thêm để kết chuyển mới. Em hiểu chưa? Sau khi kết chuyển xong thì kiểm tra bảng cân đối tài khoản nhé. Thứ nhất, về mặt nguyên tắc em ghi 621, 622, 627 của em ấy nó phải bằng 0, không có số dư ấy. Tuy nhiên này, ở đây của em nhá, vẫn chưa hết tất cả này. Tuy nhiên ở đây lại tiếp tục lại phát hiện ra 6273. Đúng rồi, vẫn còn số dư. Cái này là quá trình tính giá thành có lỗi, đúng không? Thì chị sẽ đi kiểm tra cái này cho em. Tại sao nó lại dư? Nghĩa là em bỏ ra là 259 nhưng nó chỉ kết chuyển được có 104 thôi, hiểu không? Thứ nhất, thứ này là phải kiểm tra lại quá trình em tính giá thành. Tí nữa chị chạy lại cho em nha. Hiểu chưa? Đấy. Thế còn đến đây rồi, tất nhiên mới chỉ làm cái đoạn tính giá thành xong thì nó chỉ giải quyết được 621, 62, 67 của em ấy là hết số dư thôi. Còn khi nào mình sẽ làm thêm một bút toán kết chuyển lại lỗ nữa thì bắt đầu với 632 này, 635 ấy, 6811 là không còn số dư mà kết chuyển sang 911 và đẩy về 421, đúng không? Giống y chang như lý kế toán mình học ấy. Đó, nhưng mà nguyên tắc của chuẩn luôn khi làm trên phần mềm và phải khai báo từ những cái vấn đề khai báo như chị dạy hôm đầu tiên ấy, nó phải đúng. Thì khi đó từ tất cả các tài khoản từ đầu năm cho đến đầu 9 là không có số dư rồi. Thế bây giờ á, chắc chắn cái vấn đề mà bị dư này là do quá trình tính giá thành rồi, được chưa? Bây giờ chị lại giải tiếp cho em một bữa nữa là về phần giá thành cho nó kỹ này. Đó là em vào lại trên phân hệ giá thành đây. Đó, đấy, thế bây giờ nhá, chị nói này. Đầu tiên ta phải vào cho chị cái thằng này, cái chuyển này này. Xóa. Đấy nhá, ta đi làm một vấn đề, còn bây giờ ta đi xóa của nó nhá. Thì ta lại xóa. Em ơi. Dạ, em đang nghe. Khi mà mình làm ấy, thì là mình làm xuôi, có đúng không? Có công nhận không? Dạ đúng. Còn khi xóa thì ta sẽ xóa ngược, công nhận không? Rồi, vậy bây giờ chị sẽ đi xóa cái chuyện. Tất cả chị đều dạy là các em làm thì các em làm xuôi, còn các em xóa thì các em phải xóa ngược. Xóa để chị chạy lại đã thành ấy. Xem nguyên nhân tại sao lại âm 627. Vâng, trước mắt là chị phải kiểm tra nguyên nhân cái đã. Xem hình như là có cái tài khoản 6273 nó có vẻ là nó không nằm ở trong cái quá trình, cái lộ trình mà chị dạy em rồi. Bởi vì là để kiểm tra bản thân của nó sai thì cái nguồn gốc sai của nó là gì? Báo cáo này. Tức là nó nằm ở nguyên nhân là 6273 nhá. Rồi. Vậy chị quay lại xóa. Thì làm xong một cái thời gian cái quên xong rồi bà ngồi xem lại xong rồi cứ nghiên nghiệm làm lại mới nhớ chị ạ. Đúng rồi, tất nhiên là tranh giáo thì nó lại có một cái thuận lợi đó có video, đúng không? Cho nên là mình nghe lại được. Em học đây em mới được sử dụng phần mềm MISA, chứ em đi làm em đâu có phần mềm MISA đâu. Em đi làm mà em đến cái công ty nào mà không có phần mềm MISA đấy thì em sẽ cài phần mềm MISA và em up cái bản quyền của bên chị vào mà làm. Thế bây giờ nhá, cái chuyển chi phí này, xóa này. Xóa nghiệm thu nhá, xóa cái chuyển này, ghi cho chị đi. Đối với bên phương pháp giản đơn chỉ cần xóa cái chuyển và xóa kỳ nhá. Thế còn đối với bên công trình thì mình sẽ xóa nghiệm thu, xóa cái chuyển rồi mới được xóa kỳ. Đấy, khác nhau em nhá. Xóa này. Nói chung là xóa theo trình tự ạ. Đúng, xóa theo trình tự. Nhưng mà có bạn hỏi chị thế này này. Khi làm thì có 5 bước. 1 2 3 4 5. Nếu xóa trình tự thì em xóa nghiệm thu, em xóa cái chuyển rồi em lại xóa phân bổ à? Thực ra ấy, phân bổ thì nó lại nằm ở trong kỳ rồi, em hiểu không? Rồi lại em lại xóa tập hợp chi phí à? Thực ra tập hợp chi phí chẳng qua để xem. Cho nên là mình hiểu là xóa ngược, xóa theo trình tự nhưng mà cũng chỉ xóa bước nào thôi ấy. Còn bước nào không phải xóa, đúng không em? Rồi bây giờ mình làm lại này. Quay ra vấn đề là giá thành. Đấy, mình bấm thêm đây. Chọn năm này. Ta làm chỗ dịch vụ trước nhá, khách sạn trước. Khách sạn xong cất này. Cất xong rồi sang chỗ quy trình. Phân bổ chi phí khách sạn trước. Ở đây chọn 6211 là của nhà hàng nhỉ? Không. Một là phân bổ theo doanh thu. Đúng ạ. Chị nói lại nhá, chị ấn đâu này, đóng lại này, không cất này. Chị vào lại chỗ cái biểu tượng giá thành này, đúng không? Chị đang làm ở công trình này, nhìn thấy không? Nghiệm thu này. Lúc nãy em cái quá trình làm của em lúc nãy là em phân bổ xong em nghiệm thu luôn, em không kết chuyển. Còn chị thì đấy, chị kết chuyển. Em trước cái bước kết chuyển đấy. Xong kết chuyển xong vào nghiệm thu như bình thường thôi, đúng không? Thêm. Lấy dữ liệu, đúng không? Lấy dữ liệu này thì nhìn luôn doanh thu với giá vốn tương ứng của từng mảng của mình ấy, từng tháng của mình ấy, có đẹp báo cáo không ấy. Tổng thì của nó vẫn là doanh thu lớn hơn giá vốn, tương ứng giá vốn chiếm khoảng tầm 85% ấy, là đẹp rồi, thấy chưa? Đồng ý. Đồng ý ở đây như chị đã phân tích ngay từ đầu cho em ấy, 632 của em nó phải chi tiết, đúng không? Thì ở đây chọn 6322, phải chuột sao chép cho các dữ liệu. Em bấm cất nhá. Quay sang giản đơn. Lấy dữ liệu nhà hàng, cất. Sau đó quy trình tính giá thành. Phân bổ nhá. Tiếp theo. Tiếp theo xong bấm tính giá thành nhá. Cập nhật giá xuất kho. Chị dạy thì dễ hiểu. Rồi, cập nhật giá nhập kho này. Cất. Cất xong thì cái chuyển chi phí. Rồi. Tính ra nhà hàng khách sạn khó chứ đâu dễ đâu. Khó mà em, nó là một cái khóa học tổng hợp ấy. Thế nhưng mà chỉ có bên chị mới dạy nhà hàng khách sạn chuyên sâu, chứ còn đâu các chỗ khác ấy đâu có dạy đâu. Nhưng mà nhà hàng nó là nhà hàng, mà khách sạn nó là khách sạn, hai cái trong một công ty. Gần như là đã canh ganh về nhà hàng thì họ kiêm luôn khách sạn đấy. Cho nên mới có cái khóa học nhà hàng khách sạn cho em học. Đó. Với lại chị bảo này, đã giải quyết xong nhá. 621, 622 ấy. Em nhìn thấy không? Bài toán của em là 621 cho đến 627 nhá. Không còn số dư nữa, chuẩn chỉ, được chưa? Đúng không? Rồi, còn một chút xíu nữa ở cái phần 154 đang dư nhá. Thì thực ra nhà hàng khách sạn chị không để số dư, chắc chắn là thế, chị không để rời rang. Tính chất của nhà hàng khách sạn nó là công ty sản xuất thật, nhưng chị không để rời rang đâu. Thì cái phần 154 này để bài giảng hôm sau chị giảng tiếp. Bây giờ em sẽ ngồi làm lại cho nhuần nhuyễn và ghi chép lại những ý của chị ấy để cho hiểu nhá. Ok em.